Light Finance, the world of financial freedom. Hôm nay Thu Huyền sẽ bật mí cho các bạn một thông tin cực hot, đó là chương trình rút thăm may mắn nhận giải ngôi nhà ước mơ, xe sang Lexus và chuyến thăm Dubai cùng nhiều phần thưởng cực kỳ hấp dẫn đã chính thức bắt đầu. Đây là chương trình được LifeFresh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập với quỹ giải thưởng lên đến 350.000 USD, rất giá trị đúng không nào? Vậy thể lệ chương trình ra sao? Cơ cấu giải thưởng như thế nào? Và làm sao để nhận giải? Hãy cùng Thu Huyền tìm hiểu ngay sau đây quý vị nha! Để có cơ hội nhận những giải thưởng của chương trình rút thăm may mắn, các bạn cần thực hiện 5 bước như sau. Bước đầu tiên là bạn mở một tài khoản LifeFresh mới hoặc sử dụng tài khoản hiện tại của bạn. Nhớ phải xác minh đầy đủ thông tin các bạn nha. Điều thứ hai đó chính là gửi tiền vào tài khoản giao dịch của bạn. Cứ mỗi 500 USD, bạn sẽ nhận được một phiếu may mắn tự động. Nạp càng nhiều, bạn càng có nhiều cơ hội trúng thưởng. Bước thứ ba, giao dịch ít nhất 10 lot sau khi gửi tiền. Bước 4, kiểm tra mã số may mắn của bạn có trúng giải trong những ngày quay số hay không. Bước 5, được tài trợ toàn phần đến Dubai nhận thưởng tại buổi dạ tiệc với LifeFresh. Rất đơn giản đúng không nào? Đây là chương trình mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia và có cơ hội nhận thưởng. Chỉ cần bạn có tài khoản tại LifeFresh. Chương trình này sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 5 năm 2020 đến ngày 3 tháng 5 năm 2021, gồm 4 vòng quay thưởng và 20 người chiến thắng. Những người chiến thắng sẽ được tài trợ chi phí cho một chuyến đi đến Dubai. 20 giải thưởng sẽ được trao tại buổi dạ tiệc của LifeFresh. Các giải thưởng bao gồm một ngôi nhà trị giá 250.000 USD. Với giải thưởng này, bạn có thể mua nhà ở bất cứ đâu trên thế giới, tùy theo ý thích. Một chiếc xe hơi địa hình hoàn toàn mới Lexus GX trị giá 60.000 USD. Cùng 18 món hàng giá trị như 2 mẫu iMac Pro mới nhất, tùy theo ý thích. 3 máy tính xách tay MacBook Pro 16 mẫu mới nhất, 3 máy tính xách tay MacBook Air mới nhất, 3 chiếc điện thoại thông minh iPhone 11 Pro Max 512GB hoặc mẫu iPhone tương đương mới nhất tại thời điểm trao giải. Cuối cùng là 4 chiếc điện thoại thông minh iPhone 11 Pro 512GB hoặc mẫu iPhone tương đương mới nhất tại thời điểm trao giải. Wow, phần thưởng cực kỳ hấp dẫn đúng không nào? Chương trình gồm 4 vòng quay số, trong đó vòng đầu tiên đã hoàn thành. Trong số 5 người thắng giải có 2 người Việt Nam. Sau đây là cảm nhận của 2 người chiến thắng và có trong tay chiếc vé đến Dubai cùng LifeFresh. Tôi là Trang, tôi là trader. Có rất nhiều broker nhưng tôi đã chọn sàn LifeFresh. Với lịch sử 15 năm thành lập với LifeFresh, tôi có rất nhiều lựa chọn đầu tư giao dịch cổ phiếu, dầu mỏ, hàng hóa, ngoại hối. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2020, LifeForex kỷ niệm thành lập 15 năm, có chương trình bonus 100% từ trên 100 đô la Mỹ và chương trình rút thăm mơ ước LifeForex. Tôi đã nạp tiền vào tài khoản và tham gia chương trình rút thăm mơ ước LifeForex. Chương trình sẽ rút thăm 20 người tương ứng với 20 phần quà có giá trị: một ngôi nhà mơ ước, một chiếc xe mơ ước và một số phần quà tiện ích khác. Và thật may mắn, tôi đã là một trong 5 người chiến thắng ở vòng đầu tiên. Tôi rất háo hức được đến Dubai để rút thăm bốc thưởng. Còn 3 vòng rút thăm nữa để tìm ra 15 người chiến thắng. Hãy nhanh tay tham gia vào chương trình rút thăm LifeForex. Có thể người chiến thắng tiếp theo sẽ là bạn. Chúc các bạn may mắn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuyết Phượng, mình là nhà đầu tư tại sàn giao dịch LifeForex. Trong tất cả các sàn quốc tế thì mình đã chọn sàn Life vì LifeForex là sàn uy tín lâu năm, ngoài ra còn có các chương trình khuyến mãi cho nhà đầu tư. Và Life còn có các giải pháp giúp cho nhà đầu tư như bonus và công cụ copy trade giúp tạo ra nguồn lợi nhuận nhanh chóng. Bên cạnh đó, tính thanh khoản tại sàn cũng rất là nhanh. Cuối cùng, mình chúc các nhà đầu tư giao dịch tốt và cảm ơn Life đã mang lại nhiều lợi ích, cơ hội cho nhà đầu tư. Chúc LifeForex ngày càng phát triển. Xin chào. Sau khi đến Dubai, ban tổ chức sẽ tiến hành quay số để trao thưởng cho 20 người đạt giải. Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đăng ký tham gia cùng LifeForex để trở thành người chiến thắng ngay nào. Lưu ý, mỗi phiếu may mắn bạn nhận được là một cơ hội để nhận giải thưởng. Số trúng thưởng được tạo ra từ giá BID hay còn gọi là giá mua vào của 4 cặp tiền trên máy chủ LifeForex ECN. Con số này được thể hiện minh bạch trên trang web của LifeForex.
Để biết thêm các điều khoản và các thông tin về giải thưởng, bạn có thể truy cập vào website LifeForest vào phần cuộc thi rút thăm mơ ước, hoặc truy cập vào đường link bên dưới video này, hoặc liên hệ qua số hotline 028 7301 9986. Spot chat và fanpage LifeForest chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp bất cứ thắc mắc nào của bạn. Chúc các bạn thành công và nhận được nhiều giải thưởng cùng LifeForest. Xin chào và hẹn gặp lại.